Chào mừng các bạn đã quay trở lại với M2 Deal Channel. Sau khi video xếp hạng top 10 quái thú tiêu biểu của shop thì hôm nay cùng mình đến với một bạn xếp hạng khác, một nhân vật không kém phần quan trọng trong series Yu-Gi-Oh! Yesso, Kaito. Những quái thú rồng luôn là một sức hút dành cho người hâm mộ, và điều này là một sự ưu ái của tác giả dành cho Kaito, khi hầu như các nhân vật quan trọng chỉ có một mình Kaito là sử dụng quái thú hệ rồng. Trước khi bắt đầu bảng xếp hạng thì cùng mình tóm tắt sơ về nhân vật này một chút. Tên đầy đủ là Tenzo Kaito, luôn xuất hiện với phong cách ngầu lòi. Vì bước chân ra giang hồ từ sớm nên tính cách trưởng thành và mạnh mẽ hơn Yuma rất nhiều. Vóc dáng cao ráo, điểm nhấn trang phục nằm ở áo khoác cổ cao màu xanh đen dài, lớp lót màu đỏ bên trong cùng với một mái tóc vàng xanh thương hiệu, tạo nên một vẻ ngoài bí ẩn, mạnh mẽ, không kém phần trẻ trung. Cậu là con trai của tiến sĩ Faker, vì âm mưu của cha mình mà Kaito đành phải đi thu thập các number để chữa trị cho em trai Haruto. Giang hồ gọi cậu là thợ săn number. Trên con đường cô độc của mình, Kaito có sự đồng hành của robot đa năng Obito, một robot trung thành. Ban đầu cũng là một trong những đối thủ cạnh tranh với Yuma, nhưng sau khi Haruto được chữa trị cùng với mối duyên nợ, họ đã trở thành bạn thân, cùng nhau hợp tác để chống lại thế lực Hellion. Một trong những trận đấu hay nhất của Kaito chính là đối đầu với Michelle, vừa xác định ai là thuần long nhân mạnh nhất, vừa là một chìa khóa quan trọng để giành lấy Nurburenko, đánh bại chùm cuối Den Thousand. Tóm tắt như vậy chắc là đủ rồi. Bây giờ cùng mình đi đến bảng xếp hạng ngày hôm nay. Đã có thể đặt mua các sản phẩm Yu-Gi-Oh! Nguyên hộp quyền siêu chính hãng tại trang web mới là M2Duo Pro với nhiều ưu đãi và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Nếu cần mua bài lẻ, đã có thể ghé trang web cũ là mhduostore.com với hơn 6.000 lá bài khác nhau. Đừng quên dùng mã giảm giá 7% cho các lá bài phân phối bởi M2 bạn nhé. Vị trí đầu tiên trong danh sách là Fertile Satellite. Lá bài có hình dáng một vệ tinh không gian ngoài vũ trụ, lõi năng lượng cùng với hai cánh xoay trông rất độc đáo và hiện đại. Với level 1 sao, sức công và thủ bằng không thì tưởng chừng như lá bài này vô hại, nhưng không, nó sở hữu một khả năng rất mạnh nếu sử dụng đúng lúc. Khi được triệu hồi, level lá bài này sẽ bằng với một quái thú Fortin trên sân. Ngoài ra, khi dùng cho việc triệu hồi ship, nó sẽ được xem như là hai nguyên liệu, nên Kaito từng kết hợp lá bài này với Galaxy Eye Fortin Dragon để triệu hồi number 9 vô cùng mạnh. Vị trí tiếp theo thuộc về Fortin Leo, một quái thú sư tử mang thuộc tính ánh sáng, màu sắc chủ đạo trắng và vàng, xen kẽ những bộ phận ánh sáng chi tiết sắc sảo, cùng với đôi cánh mang hình dáng bàn tay giúp quái thú trông rất mạnh mẽ và không kém phần đặc sắc. Với level 6 sao thì quái thú cần vật hiến tế để triệu hồi, công năng sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Đối phương phải bỏ lá bài trên tay và rút lại cùng với số bài đó. Điều này có thể phá vỡ đi chiến lược mà đối phương đang xây dựng. Ngoài ra, sức công quái thú cũng ở mức khá cao nên sẽ là một trở ngại lớn ở những lượt đấu đầu tiên. Tiếp theo sẽ là vị trí thứ 8, Daybreaker, một chiến binh mạnh mẽ, đầy huyền bí, toàn thân là bộ giáp sắt, áo choàng to màu đỏ cùng với thanh kiếm sắc bén. Tuy sức công khá cao, nhưng Kaito hầu như chỉ tận dụng khả năng quái thú. Vì khi triệu hồi lá bài này, bạn có thể triệu hồi đặc biệt thêm một Daybreaker khác từ tay. Tuy nhiên, việc triệu hồi lại không hề đơn giản, bởi lá bài không thể được triệu hồi thông thường, phải kết hợp với một hiệu ứng nào đó. Chẳng hạn như Kaito kích hoạt ma pháp Axelite, nếu trên sân không có quái thú, thay vì triệu hồi thông thường, được triệu hồi một quái thú level 4 hệ chiến binh ánh sáng từ bộ bài. Vậy là thoáng chốc Kaito đã có hai quái thú level 4 để triệu hồi ship. Vị trí thứ 7, Fertin Pirate, một quái thú có vẻ ngoài cướp biển hùng mạnh, cơ thể bên trong phát sáng, xen kẽ những bộ phận máy móc. Dĩ nhiên, đã là hải tặc thì không thể thiếu thanh gươm. Quái thú chỉ level 3 nên việc triệu hồi khá dễ dàng, tuy sức công khá thấp, nhưng với khả năng loại bỏ một quái thú dưới mộ được tăng thêm 1.000 công. Đây cũng chỉ là quái thú mồi nên hầu như Kaito cũng chỉ sử dụng để triệu hồi ship. Vị trí thứ 6, Overlay Booster, một quái thú có hình dáng một con robot hiện đại, đường nét sắc sảo với tông màu đỏ làm mình liên tưởng đến Iron Man. Tuy level 5 sao nhưng việc triệu hồi lại không hề khó khăn, khi có một quái thú công từ 2.000 trở lên sẽ được triệu hồi quái thú này. Ngoài ra còn có một khả năng rất hữu ích mà lá bài này mang lại sau khi trở thành nguyên liệu để triệu hồi ship, loại bỏ khỏi mộ giúp quái thú ship tăng thêm 500 công ứng với mỗi overlay unit hiện có. Vị trí giữa danh sách ngày hôm nay cũng là một quái thú number duy nhất trong danh sách này, number 10, Illuminae. Tuy là một thợ săn number, nhưng đây là một trong số ít number được Kaito sử dụng khá nhiều. Hình dáng là một hiệp sĩ với toàn thân được bao bọc bởi bộ giáp sắt,
cửa trên một con nội sắt cùng với thanh gươm, tác ra một vẻ vô cùng dũng mãnh. Number có rank 4 nên việc triệu hồi cần có 3 quái thú level 4 sao. Sức công cũng chỉ ở mức khá, nhưng khả năng lại được Kaito khai thác rất tốt khi sử dụng một overlay unit bỏ một lá trên tay xuống mộ để được rút một lá. Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng điều này giúp Kaito tiếp tục có hai phương án là khả năng đến từ lá bài vừa rút và lá vừa xuống mộ. Vị trí thứ tư, Galaxy Knight cũng là một hiệp sĩ tinh tú với toàn thân bao bọc bởi giáp sắt, nhưng nghèo hơn, anh ta không có tiền mua ngựa, chỉ có thanh kiếm mà thôi. Với level 8 sao, rất cao, nhưng sức công thì không tương xứng lắm, bù lại sẽ có sự lợi hại riêng. Khi được triệu hồi, sẽ được triệu hồi thêm một Galaxy Knight nữa, kết hợp cùng với Galaxy Fortune Dragon giúp Kaito triệu hồi được quái thú mạnh nhất của mình. Chúng ta đi đến top 3. Fortune Grusher, một quái thú robot có cơ thể bên trong phát sáng, khá giống với Fortune Pirate, bao bọc xen kẽ bởi những chi tiết máy móc. Vũ khí chính là cái chày giả tỏi, có thể làm part-time ở nhà hàng hoặc là tập tạ. Level 4 sao nên dễ triệu hồi khi tới lượt, sức công ở mức khá, khả năng cũng không nhiều, chỉ đơn giản là khi tấn công có thể tự chuyển về thế thủ vào cuối bước thiệt hại, không có gì đặc biệt nên hầu như Kaito toàn dùng quái thú này cho việc triệu hồi ship. Vị trí áo quần hôm nay, Fortune Grusher với vóc dáng nhỏ bé, nhanh nhẹn nên đây là một trong những quái thú thông thường có màn xuất hiện ấn tượng nhất mình được thấy trong series này, làm mình liên tưởng đến Samurai. Quái thú cũng có cơ thể bên trong phát sáng, xen kẽ những chi tiết máy móc, vũ khí là thanh gươm dài, lá bài luôn được Kaito ưu tiên sử dụng vì không có quái thú nào trên sân sẽ được triệu hồi quái thú này từ tay. Cộng với triệu hồi thông thường thêm một quái thú nữa giúp Kaito có thể triệu hồi ship ngay trong lượt đầu tiên. Nếu các bạn là fan của bộ anime này nói chung cũng như là fan của Kaito nói riêng thì chắc chắn sẽ đoán ra được vị trí quán quân ngày hôm nay không ai khác chính là Galaxy Ice Fortune Dragon. Vì là một thợ săn number, Kaito cần một quái thú có thể hội tụ đủ cho mình những phẩm chất của một thợ săn, một sức mạnh to lớn có thể đánh bại mọi đối thủ, một biểu tượng sức mạnh trong bộ bài của Kaito. Quái thú rồng với hình dáng vô cùng uy lực, màu sắc chủ đạo xám đen kết hợp một chút đỏ và những bộ phận năng lượng ánh sáng tạo nên một tổng thể khiến đối phương phải khiếp sợ khi đối mặt. Để có thể triệu hồi quái thú, cần hiến tế hai quái thú có công từ 2000 trở lên. Với sức công thủ toàn diện như thế này, Galaxy Ice luôn là một lựa chọn cuối cùng của Kaito để kết liễu đối phương một cách không khoan nhượng. Ngoài ra, công năng quái thú tuy lạ nhưng lại vô cùng hiệu quả. Khi chiến đấu, có thể trục xuất tạm thời nó cùng với quái thú đối phương, rồi cả hai sẽ cùng trở lại vào cuối bước chiến đấu. Tuy nhiên, nếu quái thú đối phương là quái thú Exit, sẽ gửi tất cả overlay unit hiện có xuống mộ. Ứng với mỗi cái, Galaxy Ice được tăng thêm 500 công. Để có thể tìm một quái thú không phải là number nhưng quyền năng hơn Galaxy Ice, chắc sẽ khó ai qua được một phiên bản nâng cấp hơn của chính mình, Neo Galaxy Ice Fortune Dragon, linh hồn thật sự của Kaito, mang trong mình một sức mạnh hình dáng vĩ đại hơn. Để có thể triệu hồi quái thú này, cần đầu tư 3 quái thú level 8. Khi được triệu hồi thành công, sẽ vô hiệu hóa khả năng toàn bộ quái thú khác trên sân. Sức công mặc định đã đủ khiến các đối thủ phải ngán ngẩm. Đã vậy, khi sử dụng overlay unit hấp thụ toàn bộ overlay unit quái thú đối phương, ứng với mỗi cái, được tăng thêm 500 công. Át chủ bài này đã câu kéo không ít lượng fan dành cho Kaito kể từ khi xuất hiện trong series, và mình cũng là một trong số đó. Ok, vừa rồi là bảng xếp hạng dựa trên quan điểm cá nhân của mình. Nếu các bạn có ý kiến khác, hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Nếu các bạn thích video, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những video tiếp theo nha. Bye bye!